Theo y học hiện đại, tiễn tức là bệnh nấm, các anh chị cũng đã được học dữ liệu của y học hiện đại rồi, nên em sẽ nói nhanh qua mấy cái phần về mô tả về sáng thương. Thì mục tiêu của bài bài có bốn mục tiêu: là trình bày được khái niệm của tiễn, trình bày được nguyên nhân cơ chế bệnh của tiễn, trình bày được tiễn và phân biệt được một số, trình bày được nguyên tắc điều trị và biện chứng luận trị các thể lâm sàng của tiễn. Đại cương, tiễn trong y học hiện đại tức là vi nấm gây bệnh, gây bệnh lông, tóc, móng, có tính lây nhiễm mạnh, nhiều phương thức lây truyền. Tương tự như vi nấm cạn, có ba tác nhân thường gặp, đó là Dermatophytes, Candida, Pityriosporum orbicularis. Đây là cái hình ảnh về vi thể của nấm sợi tơ và các sang thương gây bệnh. Đây là hình ảnh của Candida. Về dịch thể của bệnh tiễn, nó phát triển mạnh vào mùa hè trên vùng da ẩm ướt, các nếp da như ở bẹn, kẽ chân, dưới nách vú, nách kẽ mông, quanh thắt lưng. Nhiệt độ thích hợp cho nấm phát triển là 25 đến 27 độ C. Môi trường là pH là 5,8 đến 6,8. Phân loại theo y học cổ truyền thì nó cũng tương tự như vị trí gây bệnh của nấm theo y học hiện đại, gồm có bạch tuộc sang, vì sang, ngai trưởng phong, cước thấp khí, viên tiễn, tử bạch biến phong. Nguyên nhân và cơ chế. Nguyên nhân theo y học hiện đại thì có ba nguyên nhân đã nêu là nấm sợi tơ, nấm hạt men và bệnh vảy nấm đa sắc, tức là bệnh lân đen. Theo y học cổ truyền, khi người bệnh cư ngụ sinh hoạt không cẩn thận, kèm phong, thấp, nhiệt, đà ngoại tập, hút tại tâu lý, xâm nhập tỳ khu, thì gây bệnh. Dựa vào biểu hiện lâm sàng, có thể phân thành các nguyên nhân là phong nhiệt thịnh, tắc nhiệt thịnh, hút nhiệt quá táo, khí huyết bất hòa, tỳ khu thất dưỡng. Chẩn đoán theo y học cổ truyền, đầu tiên là bạch tuộc sang, là bệnh chọc đầu cho trẻ em rụng tóc. Theo y học hiện đại gọi là bạch tiễn, thường gặp ở tuổi học trò, nam nhiều hơn nữ. Vị trí thường là phát ở đỉnh đầu, vùng chẩm, bên chân tóc thì không bị bệnh. Ở phần tổn thương thì chắc em qua cho nó nhanh. Thứ hai là phì sang, còn gọi là hoàng tiễn, rất thường gặp trong nấm da đầu, đa số là ở vùng nông thôn. Bệnh đặc trưng của bệnh là khi ở tổn thương thì có đống mày màu vàng, sáp, màu mật ong. Bệnh thường ở tuổi thiếu nhi, bị nấm kéo dài đến tuổi thanh niên thì tự khỏi, cũng có thể trường hợp là sẽ bị bệnh suốt đời. Một vài trường hợp có thể loét hóa mủ, thường nổi hạch sưng đau. Thứ ba là ngai trưởng phong, là bệnh nấm ở tay, thường gặp ở người trưởng thành, nam nhiều hơn nữ, đa số các bệnh một bên nhưng cũng có thể lan sang hai tay. Bệnh thường phát vào mùa hè, mùa đông khô nứt đau nhiều. Nếu bệnh ở vị trí của móng thì gọi là giáp tiễn, là bệnh mãn tính và hay tái phát. Thứ tư là bệnh cước thấp khí, là nấm ở chân, kẻ nấm chân lở loét, ngứa, bốc mùi thối, đặc biệt
Nếu ở vùng tổn thương cảm nhiễm độc tà thì ngón sẽ sưng đỏ, lâu lâu lành và lở loét chảy dịch thôi. Vùng nóng ẩm tỷ lệ mắc cao, đa số ở người trưởng thành, bệnh nặng hơn vào mùa hè, thu. Nó có ba thể như sau là thể mụn nước, thể loét và thể bong vẩy. Hình ảnh của ba thể các anh chị. Năm là viêm tiễn, là nóng ở thân mình, tổn thương da ở hình tròn như hình đồng tiền, thường ở đùi, âm hộ, nam nhiều hơn nữ, bệnh vào mùa hè là nhiều. Đặc điểm của bệnh là thường lan theo tiếng mồ hôi, âm tiễn tại háng có thể lan xuống âm nang, da bìu, lan theo nếp lằn mông, lan tới bụng dưới, ngứa nhiều, phát triển nhanh, ngứa gãi nhiều lâu ngày sẽ biến thành dạng đại tiễn và nấm dày. Sáu là bạch đế phong, còn gọi là hàn tiễn, là nấm mồ hôi ở những vị trí là ra nhiều mồ hôi thì thường dễ mắc bệnh hơn. Chẩn đoán phân biệt bệnh bạch thốt sang thì mình sẽ chẩn đoán phân biệt với lại bạch tiết phong tức là gào và bệnh bạch kỷ. Còn bệnh phì sang thì sẽ phân biệt với lại thấp sang vùng da đầu. Nha chẩn phong ta sẽ phân biệt với lại thấp sang là bệnh chạm ở tay và bệnh sừng hóa tay chân. Mô tả tổn thương thì mời các anh chị coi trong sách ạ. Tử bạch biến phong thì mình sẽ phân biệt với lại bạch biến phong là bệnh bạch tạng và bệnh phong diệt sang. Về bệnh chứng lần trị, nguyên tắc điều trị là sát trùng chỉ dưỡng, bệnh tiện điều trị ngoại. Nếu tổn thương lan rộng cho giả cào nhiễm độc thì kết hợp với nội trị và ngoại trị cộng thuốc nấm tây y. Về nội trị có thể phong thấp nhiệt tụ chứng. Điều trị pháp nó là khu trừ thấp sát trùng, phương dược dùng là tiêu phong tán, gia địa phu tử, tiễn bì, y linh, khổ sâm thang, gia bạch tiễn, bì và y linh tiên. Về thấp nhiệt hạ chú chứng thì trị pháp là thanh nhiệt hóa thấp, giải độc tiêu thủng. Về phương dược sử dụng là nếu mà thấp nặng nhiều hơn nhiệt thì dùng trì giải thấp thẩm thang, thấp nhiệt kèm ứ thì dùng ngũ thần đơn, thấp nhiệt đều nặng thì dùng long đợm tả can thang. Phương pháp ngoại trị đối với bạch thốt sang và phì sang thì dùng pháp trị liệu tức là nhổ tóc, mỗi ngày dùng minh phèn, phèn chua 5% hoặc nước xà phòng ấm gội đầu, sau đó bôi thuốc lên chỗ bệnh, dùng phô mát lưu huỳnh 5% hoặc dung dịch hùng hoàng cao bôi chỗ đau, dùng dung mặn mỏng hoặc một là cố định, mỗi ngày thay đổi thuốc một lần. Độ một tuần sau nhổ hết tóc bạc, cả chân tóc, tranh thủ nhổ hết trong vòng 3 ngày sau khi nhổ tóc. Cũng bôi thuốc lên chỗ bệnh mỗi ngày một lần, liên tục từ 2 đến 3 tuần. Đối với ngai chưởng phong và cứ thúc khí và thể bóng nước thì có thể dùng trước tiễn dược thủy số 1 hoặc số 2 hoặc phương thổ cẩn đinh bôi ngoài dị phản thang xông rửa hoặc ngâm rửa bằng nga chưởng phong, tẩm bào hoặc phát hương tẩm thể. Đối với thể loét thì dùng thuốc tím 1/500, 3% dung dịch acid boric, dị phản thang hoặc bán liên 60g, nấu nước chờ ấm ngâm 15 phút, sau đó là dùng bì chỉ cao hoặc hùng hoàng cao bôi ngoài. Đối với thể bong vẩy
dùng cao mềm như bôi ngoài, sau đó ngâm như trên. Nếu sừng hóa dày lên 10% cao, dùng 10% cao mềm axit salicylic bôi dày phía ngoài bọc lấy giấy dầu, mỗi ngày dùng một lần. Đối với nấm móng, mỗi ngày dùng dao gọt bớt móng, sau đó dùng bông chấm điện dược thủy số 2 hoặc 3% acetic bôi. Viên tiễn thì dùng dược tiễn số 1 hoặc số 2. Bức phương thuộc cầm đinh thì bôi ngoài. Chú ý là vùng âm hộ da mỏng, không dùng thuốc kích thích mạnh. Đối với bệnh tử bạch điến phong, dùng mật đà tán tán, dùng miếng cà để chấm nó và bôi lên ngoài, đắp ở ngoài. Phương pháp điều trị khác là dùng thuốc tây y bôi ở ngoài. Về dự phòng và chăm sóc thì giữ vệ sinh cá nhân, tổ chức quy trình sản xuất, làm việc ăn ở hợp vệ sinh, đặc biệt cho các xí nghiệp chế biến, quần áo, chiếu cần giặt sạch và phơi nắng để diệt nha bào nấm. Gia đình xã hội, đặc biệt ở nhà trẻ, cần quan tâm đến sức khỏe dinh dưỡng của trẻ, hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, giữ vệ sinh tốt cho trẻ và môi trường xung quanh. Cần khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Nhóm này xin hết. Cảm ơn cô và các anh chị đã lắng nghe. Dạ rồi, cảm ơn. Mấy anh chị còn lại có hỏi gì không? À, mấy anh chị nhắn nắm nhẹ. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Nguyễn Trung Thảo. Nguyễn Trung Thảo có mặt mờ. Dạ em nghe cô ơi. Alo. Nghe. Dạ em nghe. Dạ rồi. Theo anh thì tiễn này chữa có hết không? Dạ thưa cô là tiễn mình chữa hết nhưng mà có tái phát. Ủa tại sao vậy? Sao lại sẽ phát? Mã Đình Dũng. Dạ, có em coi. Dạ. Cũng câu hỏi đó thì tiễn theo anh là có chữa hết không? Dạ, cũng chữa hết nhưng mà cũng có thể tái phát rồi. Khi nào mình gọi một bệnh là tái phát đó chị? Bị tái nhiễm. Tái phát là sao? Khi nào mình gọi một bệnh là tái phát? À, nó có tính lây nhiễm mạnh thôi chứ nó không có nói là nó sẽ dễ tái phát ha, tức là mình sẽ bị lại khi mà mình nhiễm cái nấm lại, và thường là do cái vấn đề sinh hoạt nên thành ra cái người đó sẽ bị lại do cái thói quen sinh hoạt của người đó, chứ không phải là nó tái phát. Nhưng mà mình nói một cái bệnh tái phát tức là mình chữa không có hết, nhẹ nó có biến chứng xe là nó sẽ xuất hiện lại. Có thể là ví dụ như là nấm thì mình trong cái sinh hoạt của người đó thì nó lại ở một cái nơi mà ẩm ướt, hoặc là cái cơ thể ra nhiều mồ hôi, và nó thường ở vùng cái da như là kẽ trơn kẽ bẹn hay thắt lưng, thì thành ra là người ta, cái người đó đã có cái xu hướng là có ẩm ướt cơ thể thường xuyên, thì người ta sẽ dễ có bệnh, hoặc là người ta sinh hoạt hoặc là làm việc trong cái môi trường ẩm ướt, ví dụ như là làm ở đồng ruộng hoặc là làm đông lạnh chẳng hạn, người ta bận cái áo mà ở trong người ta rất là dày, người ta sẽ lại xuất mồ hôi ra mà không có thể thông gió được, thành ra người ta lại có thể bị dễ bị nấm. Và trong cái về cái định nghĩa tiễn của mình á, thì họ chủ yếu họ quan tâm tới cái chuyện mà làm cái sang thương,
và họ đặt tên theo cái thể bệnh dựa vào sang thương. Ví dụ bạch thóc sang thì lại là bệnh mà liên quan tới nấm, nhưng mà nó lại nằm ở đầu, và cái sang thương chủ yếu của nó là nó có màu trắng. Rồi thì mấy anh chị sẽ để là, coi kỹ vào cái việc là chẩn đoán phân biệt ha, là nó sẽ giống với cái gì và nó có để lại sẹo hay không, tức là cái tổn thương nó nằm ở thượng bì hay nó đã có sâu ở trong rồi. Rồi phì sen hay còn gọi là hoàng tỷ thì trên tên của nó có một cái chữ hoàng này, có nghĩa là nó có nấm mà dạng có màu vàng. Và cuối cùng là nghe chữ phong là nấm ở tay. À, và nấm ở tay thì một số thường là bệnh mãn tính hay tái phát, vì cái tổn thương nó xâm nhập vào ngón tay và nó đã có thể làm biến dạng tay. Đối với những cái người mà người ta gọi là nghe chữ phong, tức là nó đã bị biến dạng, giống như chúng ta nói là cái dạng khớp, viêm khớp mà nó đã thành cái hạt tóc phong, tức là nó đã biến dạng khớp, thì nó là mãn tính và nó sẽ tái đi tái lại. Tức là cái lúc đó thì là bệnh đã lâu ngày rồi, chứ không phải là chỉ là mới mất ở ngoài khu cơ nhục nữa. Anh hỗ trợ PPT lại hành thành. Rồi cước thấp khí là nấm chân. Thì khi chúng ta nói tới nấm chân thì thường nó sẽ có mùi thối đặc trưng của cái việc nấm ở chân. Và dạ này rồi, Thịnh có PPT luôn. Và nó có chia làm mấy cái thể đó, thì thể mụn nước, thể lát, thể bong vẩy thì đó, thì nó sẽ phân theo cái sang thương, tức là thể đó nó có dạng mụn nước hay là dạng lát hay là bong vẩy thì người ta sẽ gọi tên nó theo vậy. Và như vậy thì chị Sơn thì Diệu Hiền, chị có mặt đây không? Có cô ơi. Dạ. Thưa chị đó, thì theo y học cổ truyền mình thì tiễn nguyên nhân gây bệnh của nó là gì? Giờ nội nhân hay ngoại nhân nè? Giờ ngoại nhân cô ơi. Ngoại nhân. Dạ. Cụ thể ở đây là ta nào chị? Ngoại nhân thì ta đó là ta nào chị? Dạ. Chúng ta sẽ quy có trùng, là quy trùng gì, nấm mà quy trùng gì, và thứ hai là đang hỏi học cổ truyền mà quy trùng gì ở đây, hải tà mà quy trùng gì trời. Rồi cảm ơn chị nha. Phạm Ngọc Dân. Dạ dạ. Câu hỏi đó thì theo anh thì tiễn này là nguyên nhân gây bệnh là nội nhân hay ngoại nhân? Là ngoại nhân. Ngoại nhân cụ thể đây là ngoại nhân nào? Dạ theo em là thấp nhiệt. Thấp nhiệt. Thấp. À, thì mình quay lại cái đoạn đầu anh Thịnh, cái video giai đoạn đầu. Thì theo học cổ truyền thì nấm là do ngoài cái chuyện sinh hoạt đó thì chúng ta cảm nhận ngoại tà, và ngoại tà ở đây là thường sẽ có là phong, thấp, nhiệt. Và dựa vào triệu chứng mà chúng ta sẽ có thể là quyết định là cái tà đó là nhiều hơn hay là ít đi. Ví dụ chúng ta có ngứa nhiều thì chúng ta sẽ nghĩ đó là tà nhiều, đó là phong tà. À, nếu mà có rỉ dịch nhiều, nóng mày nhiều thì thường là có thấp. Nhưng mà khi người ta nói là thường nói thấp nhiệt, nhưng mà thật ra thấp nhiệt là khi mình nhìn cái sang thương đó, nếu mà nó có màu theo màu đỏ nhiều, tức là có nhiệt nhiều thì mình sẽ có cho nhiệt vô. Và nếu như da dày lên khô ngứa thì thường là lúc đó là út nhiệt hóa táo rồi. Và lúc đó thì khí huyết bất túc dẫn tới hấp dưỡng bị phu, sẽ làm cho cái da nó không có còn nuôi dưỡng cái chỗ đó nữa. Bị phu không được nuôi dưỡng nên ra là nó khô, nó bong chóc ra. Và thì chúng ta sẽ dựa vào cái sang thương thực tế lúc là chúng ta coi đó, thì chúng ta sẽ quyết định là như vậy là tà nào nhiều.
và chúng ta sẽ gia giảm bài thuốc, chứ không phải trong đầu lúc nào cũng là phong thấp nhiệt tà và lúc nào cũng phải đầy đủ hết. Hoặc phong thịnh đang ngứa nhiều quá thì chúng ta phải gia sơ phong nhiều hơn, và thấp nhiệt thịnh thì chúng ta sẽ phải gia thấp nhiệt nhiều hơn. Và đối với thuốc y học cổ truyền này thì rất là hiệu quả đối với chị bệnh tiểu. Rồi đối với những bệnh mà ví dụ như mình nói là nghe trưởng phong nhưng mà đã qua cái giai đoạn là mạn tính và nó da nó bong bó chóc vẩy tùm lum hoặc là nó biến dạng luôn rồi, thì mình sẽ phải chuyển qua là không phải là giải quyết ngoại tà mà chúng ta phải dưỡng dưỡng huyết. Rồi đó là một số cái đặc trưng chung của những cái bệnh cảm da liễu của y học cổ truyền, thì nhìn vào sang thương chúng ta có thể xem được đó là tà nào là nhiều ha. Và mình có thể hỏi bệnh nhân thêm có ngứa hay không. À, xin hỏi là giáo trình đó mấy anh chị có nhìn thấy lúc mà phô ra có thấy được mấy cái hình rõ không? Dạ, Trần Thanh Sen. Dạ có dạ. Dạ, hình trong bài được thấy cũng rõ không? Dạ tại em hơi gần đại học thì trong giáo trình không có thấy hình thôi. Ủa trong cái trường không có hình nữa? Dạ tại vì em về địa phương trước dịch á, nên là em vẫn đang học giáo trình cũ chưa có kịp lấy giáo trình mới. Rồi. Cảm ơn. Dạ. Ở trong đây thì mình sẽ có cái tử bạch điếm phong á, thì mình có nấm mồ hôi á, thì mình sẽ nó sẽ giống giống với một cái dạng như là hắc lào vậy mấy anh chị. Mấy anh chị biết hắc lào lan man ha. Rồi. Nó sẽ là dạng giống vậy. Và nếu mình không có hỏi gì về bài này thì mình có thể qua bài tiếp theo. Thì trong cái phương dược á, mấy anh chị có hỏi gì không? Y học của phương dược mà theo y học cổ truyền. Thì đa số tiễn này mình có thể dùng bôi ngoài và mình có thể dùng ủ ở bên trong để mình bổ dưỡng cơ thể, hỗ trợ cái việc mà giải tà. Nhưng mà thuốc thì thường sẽ là dùng bôi ngoài là chủ yếu, thuốc tây y cũng dùng bôi ngoài là chủ yếu. Và thường thì tiễn rất là dễ chữa, nó không có vô mạn tính nhiều nên thành ra là nó sẽ rất là dễ chữa hơn là những cái bệnh cảnh khác. Và chỉ còn thay đổi lối sống cũng như là tắm rửa vệ sinh tốt thì bệnh nhân sẽ có thể là giải quyết được nguyên nhân gây bệnh luôn. Rồi mình sẽ câu hỏi lượng giá rồi đó, mấy anh chị có hỏi gì không? Hello. Dạ. Bây giờ nếu mà không có hỏi gì thêm thì mình sẽ qua bài tiếp ha, mà nhóm tiếp theo bài bạch tiết.